ngày 2 tháng 1 năm 2021, Công an huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre đang tiếp tục mời làm việc các đối tượng gồm Nguyễn Huỳnh Đông Phương, sinh năm 1993, Huỳnh Minh Nhật, sinh năm 1999, Nguyễn Triệu Huy, sinh năm 2001, Nguyễn Văn Tý, sinh năm 1996. Các đối tượng ngụ ở các xã Hòa Lộc, Tân Thành Bình, Phước Mỹ Trung, Tân Thanh Tây của huyện Mỏ Cày Bắc. Trần Nhật Hào, sinh năm 2000, ngụ xã Bình Hòa, huyện Rồng Trôm. Trước đó, vào lúc 20 giờ 25 phút tối ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre tiến hành làm nhiệm vụ trên tuyến đường tỉnh 885 đoạn qua xã Lương Quế thì phát hiện xe ô tô taxi 4 chỗ biển số 71A08200 của hãng Happy đang lưu thông về hướng thành phố Bến Tre có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe có Phương, Nhật, Huy và Tý, đồng thời phát hiện trên xe có 4 dao mã tấu, 5 dao tự chế, 1 kiếm nhật, 1 dao bấm. Sau đó, tổ công tác đã mời các đối tượng trên về trụ sở công an xã Lương Quế để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chiều cùng ngày, đối tượng Trần Nhật Hào có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở thị trấn Rồng Trôm, nên Hào đã liên hệ với 4 đối tượng trên từ thành phố Bến Tre mang theo hung khí xuống giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp. Qua kiểm tra nhanh, phát hiện Phương, Huy, Tý dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Rồng Trôm củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.